toàn cảnh khu đô thị mới Phước Long nhìn từ trên cao. Trên đây là các trục đường Võ Văn Kiệt và đại lộ Nguyễn Tất Thành kết nối trung tâm thành phố Nha Trang với sân bay Cam Ranh. Dự án này nằm tại phường Phước Long, gần vị trí giao của hai con sông là sông Tắc và sông Quán Trường, đổ ra biển Nha Trang. Dự án có tên ban đầu là khu dân cư sông Tắc 1, được quy hoạch từ những năm 2003-2004 với quy mô ban đầu khoảng 50 ha. Đến năm 2008, dự án được đổi tên thành khu đô thị mới Phước Long, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang, HUD Nha Trang. HUD Nha Trang được thành lập vào năm 2008, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, HUD, trực thuộc Bộ Xây dựng. Hiện nay, vốn điều lệ của HUD Nha Trang là 100 tỷ đồng. Trên đây là dự án nhà ở xã hội, không một nằm trong khu đô thị mới Phước Long đã được HUD Nha Trang đầu tư xây dựng. Hiện nay, tòa chung cư CCU, không một khu đô thị Phước Long đang được thi công xây dựng, khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 236 căn hộ. Tòa CCU, không một Phước Long nằm ngay đầu đường Võ Văn Kiệt, gần cầu Bình Tân. Những khu nhà ở thấp tầng nằm trong khu đô thị mới Phước Long. Dự án nhà ở xã hội 01 và CCU 01 Phước Long nhìn từ trục đường Võ Văn Kiệt. Khu nhà ở xã hội 01 được xây dựng trên diện tích 17.896m2 với tổ hợp 3 khối chung cư cao 10 tầng, với tổng cộng 664 căn chung cư, tổng vốn hơn 370 tỷ đồng, hoàn thành từ năm 2018. Trên đây là dự án nhà ở xã hội 02 cũng đã được HUD Nha Trang hoàn thành xây dựng. Nằm đối diện khu đô thị mới Phước Long, qua đường Võ Văn Kiệt là dự án khu đô thị An Bình Tân do Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật làm chủ đầu tư. Toàn cảnh khu đô thị An Bình Tân nhìn từ trên cao. Bên cạnh An Bình Tân và HUD Nha Trang, xung quanh khu vực này còn có thêm một số khu đô thị khác của VCN, khu đô thị Hoàng Long hay khu đô thị Lê Hồng Phong.